XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của channel. Trước hết thì cho phép Thu Hoài được gửi lời xin lỗi bởi vì trong khoảng thời gian vừa qua do một số việc bận mà không thể xuất hiện trong các video của X-Channel. Tuy nhiên là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau và gần đây nhất chính là sự kiện khai trương cơ sở số 12 của XWatch tại số 36E Phan Đăng Lưu, Sài Gòn. Và hy vọng rằng là các anh em Sài Gòn có thể chào đón Thu Hoài trong sự kiện lần này. Quay trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, các anh em thân mến, Slim Watch hay chính là những chiếc đồ thanh mảnh có thể vừa khít trong cổ tay của bạn thật thoải mái. Chúng không quá thu hút sự chú ý nhưng vẫn thể hiện được phong cách dù chủ nhân của chúng đang chuẩn bị diện một bộ thật bảnh bao hay là chỉ ăn mặc xuống phố hàng ngày mà thôi. Ngay bây giờ, Đĩa Channel sẽ giới thiệu cho bạn một list những chiếc đồ Slim Watch với tầm giá là dưới 500 USD, tập trung vào những kiểu dáng đẹp mà vẫn linh hoạt với tính năng cử khôi. 1. Seiko Analog Time Watch. Pin mặt trời, năng lượng 12 tháng, động cơ đá quát Nhật, đường kính mặt là 28,5mm. Bạn không cần phải nhắm đến tuyệt tác cỡ Cartier để có được một chiếc đồ vỏ vuông vắn với những đường nét tinh tế. Sản phẩm này của Seiko có được những nét đó từ dòng số La Mã, hệ pin mặt trời và vỏ kim loại vàng gọn gàng. Đây là một chiếc đồng hồ rất đáng để bạn cân nhắc đưa vào bộ sưu tập của mình. 2. Citizen Asian. Dây 8mm, đường kính là 40mm, tông vàng thép không gì. Bạn đã nhìn thấy rất nhiều chiếc đồng hồ Citizen trong đời, bởi không thể phủ nhận họ là một trong những hãng sản xuất lớn nhất thế giới với pin sạc EcoDrive sử dụng năng lượng mặt trời, pin đặt dưới mặt đồng hồ. Chiếc đồ này có thể còn sống lâu hơn cả chính bạn. 3. Tissot Classic Design. Dày 5,85mm, đường kính là 34mm, thép không gỉ. Chiếc đồ này thuộc hàng hiếm với hai tông vàng trắng sang trọng. Thường trong các thiết kế khác thì một màu sẽ nổi bật hơn, nhưng mà ở lựa chọn này của Tissot thì hai tông lên cùng nổi như nhau, vừa vặn bổ trợ cho nhau. Bởi vậy mà một số người mới có thể nói rằng là Tissot chính là thương hiệu mà vượt qua đó, người ta sẽ bước vào thế giới đồng hồ thượng hạng. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Armorgan Spirit. Gợi cảm hứng từ chuyến bay xuyên lục địa từ New York đến Paris trong năm 1927, chiếc đồ đến từ thời trước này hợp với phong cách của bất kỳ chàng trai nào đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ chấm phá cho cổ tay của mình. Khi nhìn vào đó thì bạn sẽ thấy nó nói lên rất nhiều điều. 5. Skagenhagen. Động cơ quốc, đường kính mặt 38mm là chiếc đồng hồ ta thấy trên tay một cậu trai kiến trúc sư trẻ sành điệu ở công sở. Rất đơn giản nhưng cắt lên chất riêng đầy phong cách với dây đan tuyệt đẹp, thiết kế mặt trắng ấn tượng, tôn lên vỏ đồng hồ kim loại thanh mảnh. 6. Daniel Barrington Classic Cardiff. Dày 6mm, đường kính mặt là 40mm, thép không gỉ. Đây là chiếc đồng hồ đậm chất Anh, thanh thoát ấn tượng, khó phai. Chiếc Daniel Barrington này có vẻ như đang quảng cáo cho series James Bond, nhưng phải công nhận là chúng thể hiện mạnh mẽ từng khía cạnh một, như vỏ đồng hồ vàng hồng tinh giản nhưng to tròn, phóng khoáng, sự linh hoạt nổi bật của toàn bộ thiết kế. Dây da nổi bật cũng có thể được thay thế bằng bộ dây đủ màu trong bộ sưu tập dây của Daniel Barrington. Và cuối cùng là chiếc đồng hồ màu xanh thẳm bắt mắt của Swatch. Dày chỉ 8mm, đường kính mặt 42mm, nhựa trong suốt, đây là chiếc tiên phong cho thế hệ đồng hồ kỹ thuật số từ những năm 80. Swatch không chỉ dành cho những người yêu mặt đồng hồ neon, dù bạn có thể nhanh chóng bị hấp dẫn bởi mẫu đồng hồ mang kiểu dáng thể thao đầy nam tính này. Trên đây là top 7 chiếc Slim Watch rất hợp túi tiền với các anh em. Và hy vọng rằng là video này của X-Channel sẽ gợi ý cho bạn được một số những chiếc đồng hồ ưng ý. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!